chị rửa tô không kịp bán. Khách đông quá. Tô rửa lau sạch sẽ. Cho em thêm bóng nhiều. Em bảo được. Là sẽ có thêm hai bộ bất nữa. À thế à? Dạ. Tổng cộng là tối quán mình có mấy người chị? 4-5 người. Quê đông à? Thế có hai người phụ với cả ba người trong gia đình là 5 rồi đó. Xin chào cô chú anh chị và các bạn quay trở lại kênh Ăn Vặt Sài Gòn và Du Lịch. Bây giờ là 5 giờ chiều này. Hôm nay mình có đi qua đường Tạ Quang Biểu. Mình phát hiện ở đây có quán canh bún bún riêu này. Thấy cô bán là đông khách á. Mình quay chia sẻ giới thiệu đến cô chú anh chị bạn cùng khám phá nhé. Ở đây cô bán ngay địa chỉ tại số 338 đường Tạ Quang Biểu, phường 12, phường 2, quận 8 cả nhà. Bây giờ mình đến đây là thấy khách ngồi ở trong con hẻm rất đông này. Đấy, đây là bún riêu thắm 338 này. Thấy cái tủ sạch sẽ mà nhìn hấp dẫn đấy cả nhà. Có giò heo này, xương này, mọc này. Đây là bì ở trên này, rau này, kia có mì. Ở đây cô bán là khách ngồi ăn ở bàn ghế đây, chạy dài trong con hẻm này, rất đông này. Thấy quán là không gian là thoáng mát ở trong con hẻm đấy cả nhà. Ở đây mình vô đây mình quay mấy cái chị đang làm bún cho khách. Đây có nồi nước lèo này, sôi sục sục rồi cả nhà, hấp dẫn lắm. Con chào cô nhá. Dạ chào chị. Đây bún riêu mình bán là bao nhiêu tiền một tô á? 30.000 á. Dạ canh bún cũng vậy hả chị? 30.000 một phần đó. Đây ở đây thấy rau mang về này, cả mắm tôm này, ớt này, chanh này. Đây ở nguyên một hũ mắm tôm này, hũ ớt này. Đây quán mình mở đây có lâu chưa chị? Mới mở tháng mấy à? Dạ, mới tháng mấy rồi ạ? Tháng mấy mà thấy quán mình đông khách nè. Dạ, chắc làm cua ngon. Đồng, em làm cua đồng nhà mà. Dạ, cua này cua đồng luôn đó. Ở đây cái thời gian mình mở bán từ mấy giờ đến mấy giờ nhỉ? 2 giờ. Đến mấy giờ mình hết á? Cao tay là 8 giờ. Dạ, yeah, từ 14 giờ cho đến 20 giờ. Đấy nồi bún riêu này cả nhà. Sôi sục sục. Bên này rau muống để ăn canh bún này. Mình qua đây mình quay ông xã em bán cua đồng ở chợ đó. Dạ. À nhà mình là chị có ông xã bán cua đồng ngoài chợ đó. À, đấy đây là cua đồng nhà làm chế biến. Thấy trong cái nồi có đậu hũ này, huyết này, cà chua này. Trong cái nồi này mình có hầm xương gì không chị? Dạ, có xương giò. À có xương giò trong đó đó. À, bây giờ mình khám phá cái tủ này, thịt này. Đây là giò với cả xương, mọc, chả. Ồ, tô 30 ngàn mà đầy đủ hết à cô? Dạ, thấy nhiều đồ ăn này. Ồ, một tô 30 ngàn đó nhỉ cả nhà. Rồi, tô 30 ngàn nhiều này. Đó, 30 ngàn đó. Đó. Rồi, nó hơn cái tô. Thấy cô bán giá bình dân này, khách đông này, chắc ăn thấy ngon này. À, nhìn thấy nước trong trong mà hơi hồng hồng, cà chua. Rồi khách ngồi rất đông rồi cả nhà, bây giờ mới có 5 giờ chiều thôi. Thời gian mở bán từ 14 giờ cho đến 20 giờ đó. Không để cho heo. Để đủ rồi. Không xương nha, không xương không giò, chỉ ba loại chả đó thôi. Mấy cái chả mấy cái mộc này nhà mình làm hả cô? Dạ. Này cua. Dạ. Đó, chả cua đó.
thấy cô bán là quá bình dân đấy cả nhà, 30.000 tô mà quá trời. Đây chắc là cô chuyên chế biến món này á, hay con gái cô? Dạ, cả nhà thay nhau chế biến cùng làm á. Thấy mấy cái xương này nhìn nhỏ nhỏ mà thấy thịt không ạ? Dạ, những cái giò heo này. Bây giờ cô thái cái thịt sắt ra đó, nạc đó. Kiểu một tô 30 ngàn mới thứ mình có một thứ phải không cô? Một miếng phải không? Dạ. Mình muốn ăn thêm thì mình kêu thêm. Dạ. Như dù ăn tô đặc biệt thì bao nhiêu cô? Tùy theo mình kêu, khách kêu 40, 50. Dạ. Mình nó 30. Dạ. Đây, rau này, tươi xanh, cà chua này. Đây mình quay cái địa chỉ này cả nhà. Đây là đối diện số 31 đường Tạ Quang Bửu, phường 2, quận 8 này. Đường này chạy ra đây là đường Nguyễn Thị Tần này. Khoảng tầm 50m là đường cuối đường Nguyễn Thị Tần nữa. Đường này người ta đi rất đông buổi chiều. Nổi bún riêu hấp dẫn quá luôn á, cái hơi nó bay ra rất thơm. Nhỏ mà xinh xánh này. Đi qua đây nhìn thấy là hấp dẫn quá, mình vô đây mình xin quay đó. Cô chú chị bạn ai có sở thích cái món bún riêu canh bún này thì mình ghé đây ủng hộ á. Giờ này chắc giờ cao điểm của quán mình đó chị nhỉ? Dạ đúng. Thấy là khách đông quá trời, mua về cũng nhiều. Cái mới mọi người hai.
cua đó. Đấy, quá rẻ luôn đó cả nhà, 30.000. Đầy đủ các món. Đây chị chắc là chuyên trụng bún đấy, mấy rau á. Dạ. Có cái câu đó thì có cô sắp xếp thịt mới là múc. Dạ. Có bán ở quê á. À ngày xưa cô có bán cái món gì cô? Hủ tiếu với dạ. Hủ tiếu với canh bún á. Này mấy phần ạ? Dạ. Cái này mấy phần ạ? Mấy phần ạ cô? Khách mua 4 phần mang về. Đi qua cái đường này mà thấy cái xe của cô nhìn nho nhỏ thôi nhưng khách rất đông. Nhìn nó gọn gàng và sạch sẽ. Thấy bắt mắt này. Đây là cô xài cái đôi đũa để gắp đồ ăn cho khách. Ở đây chị gái là chuyên sắp rau mang về. Em chào chị nhá. Thấy chị gái này cười vui này. Xinh gái. Chị chắc là con của cô hay sao? Dạ, con gái cô. Đây chị là chuyên sắp rau. Rau nhìn thấy tươi rồi nhỉ. Đây chị cũng con gái cô luôn hả? Dạ. Dạ. Hai người con gái là phụ cô á. Cần cái nồi bún này thơm cả nhà. Thơm mùi bún riêu. Khách ăn là theo lượng yêu cầu. Dạ, có chủ luôn á anh trai. Theo chủ mà đừng lấy không muốn. Dạ. Lấy vào gân với lại quyết nha. Dạ, vào gân quyết thôi không? À đây khách có ăn mì gói thì mình có mì gói luôn á. Thấy là có 3 người cũng thay nhau bán đấy này. Ủa đây mình có mì gói đó hả chị? Dạ lấy mì mì gói đi. Mì á. Đừng có lấy chả thật cho em nha. Không, không chả này. Đúng rồi.
lấy phần gì em đây? Tô đó cũng có giò cũng 30 à chị? Dạ đúng rồi. Ồ, có giò cũng 30 luôn á. Xe bốn riêu nho nhỏ mà khách rất đông. Quá đông luôn rồi cả nhà. Không ngờ hôm nay mình đi qua đây mình phát hiện xe bốn riêu mà đông khách đến vậy. Mới mở bán có hơn một tháng mà khách rất đông. Thấy cô làm cái tủ nhìn nó nhỏ gọn và sạch sẽ, để đồ ăn nhìn rất gọn gàng. Thấy chị đẹp làm luôn tay kìa. Thấy khách đông. Cô làm luôn tay.
vào giờ cao điểm, và bây giờ mình thấy có hai chị kia ra phụ bê nữa cả, tổng cộng là có 5 người ấy, đứng bán thay nhau bán rồi. Giờ này giờ cao điểm cô thấy cô làm toát mồ hôi vậy? Không kịp luôn rồi cô. Dạ. Khách cứ vô ào ào. Đây giờ thấy là có thêm 2 người phụ, tổng cộng có 5 người ấy cô ạ. Một cách cà chua cho vô cái nồi cho nó có màu. Màu cà chua đẹp. Bây giờ khách ngồi rất đông này. Để dài xuống cuối hẻm luôn. Đây chắc chị rửa tô không kịp bán. Khách đông quá. Tô rửa lau sạch sẽ. Cho em thêm bóng nhiều. Tối là sẽ có thêm 2 bộ bát chơi nữa. À thế à? Dạ. Tổng cộng là tối quán mình có mấy người chị? 4 người. Quê đông à? Thế có 2 người phụ với cả 3 người trong gia đình là 5 rồi đó. Có 2 thằng kia nữa là. Dạ. Rồi cô bán cho con phần bún riêu mang về nhé cô. Dạ. Đầy đủ không đó vậy? Ăn vặt Sài Gòn và du lịch nhá. Về mở coi đăng ký kênh của em nhá. Có gì ngày mốt á, trưa ngày mốt á, 12 giờ trưa. Thấy ở đây mấy chị bán là ai cũng xinh gái mà vui vẻ. Dạ. Cô làm cho con tô đầy đủ mang về á. Dạ. Có giò. Bây giờ cái nồi nó sôi sục sục. Dạ. Đó rồi, sau đây mình xin kết thúc video á, quay giới thiệu đến cô chú bạn đó là xe bún riêu canh bún á, thấy ở đây bán là rất đông khách á. Cô chú chị bạn ai có ở gần khu vực này thì mình ghé đây thưởng thức nhé. Ở đây thời gian mở bán từ 14 giờ cho đến 20 giờ,
địa chỉ là đối diện số 31 đường Tạ Quang Bửu, phường 2, quận 8 á. Cái đường đây mình chạy ra ngoài đường Nguyễn Thị Tần tầm 50 mét đó cả nhà. Cảm ơn cô chú chị bạn rất nhiều nhé.